Chào các bạn, tên Đại Dương là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam và chỉ có một địa chỉ nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay tên Đại Dương sẽ giới thiệu với các bạn về các chuyên ngành đào tạo tại Kaplan Singapore. Trường Kaplan được thành lập vào năm 1989, là thành viên của tập đoàn Kaplan của Mỹ, một tổ chức giáo dục toàn cầu cung cấp các khóa học chất lượng với 900.000 sinh viên và 4.000 phòng học trên toàn thế giới. Kaplan Singapore đã chính thức đăng ký với Bộ Giáo dục Singapore là một trong số ít những tổ chức giáo dục tư đầu tiên đạt danh hiệu Singapore Quality Class, tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục do Ủy ban cải cách và đánh giá tiêu chuẩn cùng Ủy ban phát triển kinh tế của Singapore cấp. Bên cạnh đó thì Kaplan Singapore cũng đã được cấp chứng nhận CASTRUS, chứng nhận bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế. Thông qua việc hợp tác với các trường đại học có uy tín tại Úc, Mỹ và châu Âu, thì trường Kaplan đưa ra nhiều chương trình giáo dục và quản lý khác nhau cho sinh viên, và mục tiêu của Kaplan là trở thành một trường kinh doanh hàng đầu với quyết tâm đào tạo những nhà quản lý năng động, có khả năng lãnh đạo để đáp ứng tốt những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế dựa trên tri thức. Và hiện nay thì với những lợi thế của Kaplan đã thu hút rất nhiều sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Indo và cả Việt Nam. Và một số cái chương trình học tại Kaplan như sau: các khóa học công nghệ thông tin, ngân hàng, chứng khoán, quản lý đầu tư, quản trị kinh doanh, marketing, quản lý truyền thông, kế toán, du lịch khách sạn, logistics, quản lý nhân sự. Học phí thì khoảng 9.800 đô la sinh, thời gian học là 8 tháng và các kỳ khai giảng vào 28 tháng 2, 28 tháng 4, 28 tháng 6, 28 tháng 8, 28 tháng 10 và 28 tháng 12. Và yêu cầu là các bạn phải tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, IELTS là 5.5 hoặc là các khóa tiếng Anh của Kaplan. Chưa tốt nghiệp trung học phổ thông thì học dự bị trong 2 tháng, học phí là 3.000 đô la sinh, khai giảng vào 20 tháng 1, 20 tháng 3, 20 tháng 5, 20 tháng 7, 20 tháng 9, 20 tháng 11. Và ngoài ra thì còn có cao đẳng nâng cao ngành quản lý học trong vòng 6 tháng, học phí là khoảng 7.200 đô la sinh. Còn sau đại học quản lý học trong vòng 6 tháng, học phí là 8.400 đô la sinh, thời gian học là 6 tháng, khai giảng vào 28 tháng 4, 28 tháng 1. Và mọi thông tin chi tiết về các chuyên ngành học tại Kaplan Singapore thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể gọi đến hotline là 38484879 hoặc truy cập website tân đại dương.edu.vn hay tddvn.com.